Tối ngày 14 tháng 9, đại diện lãnh đạo phòng nội chính, pháp chế trực thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đột xuất công tác tuần tra kiểm soát địa bàn theo quyết định 8394 của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với nhiều địa phương. Tại các địa phương được kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao việc tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn theo lịch phân công một cách chặt chẽ đúng quy định. Các kế hoạch báo cáo sau mỗi ca đều được chuẩn bị ghi chép đầy đủ và có sự theo dõi xác nhận của công an địa phương. Ở những địa điểm mà thành viên các tổ tuần tra 8394 đang thực thi nhiệm vụ, đoàn công tác cũng ghi nhận trên tinh thần trách nhiệm, không quản ngày đêm, mưa gió. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng các tổ 8394 luôn luôn được duy trì, kịp thời phát hiện và nhắc nhở hàng trăm lượt người dân do chủ quan tụ tập, buôn bán vi phạm chỉ thị giãn cách xã hội. Đoàn công tác mong muốn các tổ tuần tra 8394 sẽ phát huy được hiệu quả đạt được, tuần tra khép kín địa bàn, giúp nhân dân thành phố thực sự an tâm, chung tay vượt qua đại dịch.